Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo là chương trình Thời sự 15 giờ thứ hai ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai với thông tin về kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đang diễn ra. Thưa quý vị, chiều nay 30 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 22. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường cho biết, kỳ họp này sẽ thông qua các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, cũng như thông qua một số nghị quyết nhằm thực hiện luật đất đai năm 2024, đồng thời kết hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh một số nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, như điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của luật đầu tư công, điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách tỉnh năm 2024. Để kỳ họp bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp. Các cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan kịp thời tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Cũng trong kỳ họp này sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung tiếp theo của kỳ họp sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Trong hai ngày 28-29 tháng 9, các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai của huyện Bát Sát tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Đoàn thiện nguyện của trường Trung học cơ sở Phúc Yên, trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm trao 56 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Bát Sát khắc phục hậu quả thiên tai, trao 16 triệu đồng giúp đỡ em Thào Thị Nhè, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông số 2 huyện Bát Sát bị mất cả bố và mẹ do sạt lở đất. Đoàn thiện nguyện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Triệu Trình, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 1 tỷ đồng cho 10 hộ dân bị sạt lở vùi lấp hoàn toàn trên địa bàn huyện, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng trên một hộ để làm nhà. Tính đến ngày 29 tháng 9, huyện Bát Sát cũng đã tiếp nhận tiền và hàng hóa ủng hộ của các tổ chức cá nhân ước tổng trị giá hơn 15,5 tỷ đồng, giúp người dân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thiên tai khốc liệt với sức tàn phá vô cùng khủng khiếp để lại những hậu quả nặng nề với tỉnh Lào Cai. Thời điểm này, người Lào Cai đã ngưng nói về đau thương để bắt đầu những nỗ lực mới trong kiến thiết phục hồi lại đời sống và sản xuất sau thiên tai. Chưa đầy một tuần sau lũ quét, một khu tạm cư với đầy đủ điều kiện sinh hoạt đã hoàn thành để đón các hộ dân thôn Làng Nù. Mai kia là về là có chỗ cho vợ với con để ở ạ, vì là vợ con đang nằm trên bệnh viện điều trị. Cũng với tiến độ thần tốc như thế, ba khu dân cư tập trung với trên 70 căn nhà đã được tỉnh Lào Cai phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khởi công xây dựng ở thôn Nậm Tông, Làng Nủ, Kho Vàng. Có người cái này đỉnh nó cao thì chắc là cũng ổn định à. Nhưng xây lại như này do nhà cửa cho dân thì mình cảm thấy là rất là yên tâm. Tinh thần không để ai bị đói, không để ai không có nhà ở đang được cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, các mạnh thường quân và người dân cả nước cùng quyết tâm thực hiện. Trong đó, việc xây dựng lại nhà ở cho những hộ dân bị mất nhà sẽ là ưu tiên cao nhất. Tập trung vào hỗ trợ bà con nhân dân làm nhà mới và sửa nhà. Thứ hai nữa là hỗ trợ sửa chữa các cái công trình kết cấu hạ tầng. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội của Lào Cai bị tàn phá nặng nề, nhưng cũng đã và đang được khôi phục lại với tốc độ chưa từng có. Tại thôn Làng Nủ,
Chỉ chưa đầy 24 giờ sau thảm họa, một trạm phát sóng 4G thế hệ mới đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng, nối lại thông tin liên lạc để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Hệ thống giao thông, lưới điện cũng đang được khẩn trương khôi phục lại. Cơ sở trường lớp dẫu còn ngổn ngang sau lũ, nhưng ngành giáo dục và chính quyền các địa phương bằng nhiều cách thức khác nhau đã nối lại hoạt động giáo dục. Trường nào, điểm trường nào không đảm bảo thì chúng tôi đã cho các cái đơn vị trường là sẽ học nhờ xa các cái điểm trường với nhau, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà trường và hiện nay cũng có cái điểm trường là sẽ mượn nhà dân để tổ chức học tập. Nhịp sống bình thường đang trở lại ở những nơi bị thiên tai tàn phá. Sau những ngày vất vả dọn dẹp đất đá, hôm nay chị Lương Thị Dung đã có thể bắt đầu gieo trồng những mầm xanh mới. Một hình ảnh mang tính biểu tượng của sự hồi sinh. Cái hạt giống rau cải kia thì cũng rắc để chắc khoảng tầm tháng là cũng được thu rồi. Còn cái này thì nó phải là 2 tháng rưỡi, bởi vì bắp cải nó là giống dài ngày. Bây giờ hỗ trợ được những cái gì là bà con cũng cảm ơn cái đấy. Bởi vì ở cái chỗ khu này bị ngập là bây giờ không còn cái gì cả. Cùng với nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp của Trung ương và nguồn ủng hộ của các tổ chức cá nhân, tỉnh Lào Cai cũng đang thực hiện tái cơ cấu lại ngân sách, ưu tiên tối đa cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Sáng nay 30 tháng 9, đoàn công tác của thành phố Lào Cai do đồng chí Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà người cao tuổi ở địa phương. Đoàn đã tới thăm các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, thăm cụ ông Vũ Văn Báu 100 tuổi, cư trú tổ 26, phường Pom Hán, cụ bà Nguyễn Thị Mà 102 tuổi, cư trú thôn Hẻo Trang, xã Tà Phời. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo thành phố ân cần hỏi thăm sức khỏe, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cụ cho địa phương, mong các cụ luôn sống vui, sống khỏe, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hơn nữa để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi. Hôm nay 30 tháng 9, tại trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Yên, huyện Đoàn, Công an huyện Bảo Yên đã tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông. Tại ngày hội, các em học sinh được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, hướng dẫn kiến thức về lái xe an toàn, trải nghiệm các tình huống giao thông trên máy tập lái. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hình ảnh, văn hóa giao thông và tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Dịp này, chi đoàn công an huyện Bảo Yên, đoàn thanh niên thị trấn Phố Giàng và đoàn trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Yên đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Honda Đảng Tuyết trao 12 suất quà cho các em học sinh trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Yên bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3. 9 tháng của năm nay, khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn đã tổ chức tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tới hơn 3.000 lượt người. Cụ thể, đã tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với 1.350 lượt người tham gia, tổ chức tuyên truyền lưu động 112 lượt trên địa bàn 2 xã, Nậm Xây, Nậm Xé, tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp cho hơn 2.000 học sinh thông qua cuộc thi Rung Chuông Vàng. Đơn vị còn tổ chức cho hơn 800 hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng. Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động phương châm 4 tại chỗ, nên trong 9 tháng của năm, trên địa bàn không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Năm 2024, khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn thực hiện phương án khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích hơn 22.406 ha. Trong nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích canh tác, thời gian qua, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa đã khuyến khích đồng hành cùng nông dân chuyển đổi những diện tích đất sản xuất cho hiệu quả kinh tế không như kỳ vọng sang trồng thử nghiệm một số loại rau hoa. Nhiều mô hình bước đầu cho tín hiệu vui, mở ra triển vọng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương. Trong đó có mô hình ớt Trung Đoàn được thử nghiệm thành công tại thôn Cửa Cải. Cách đây một năm, cây ớt Trung Đoàn được công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Phút liên kết với nông dân trồng thử nghiệm với diện tích 3.000 m2 tại thôn Cửa Cải. Quá trình trồng thử nghiệm cho thấy giống ớt này khá phù hợp với đất khô, địa hình dốc,
cây phát triển nhanh, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh. Chi phí đầu tư trồng 1 hectare ớt trung đoàn khoảng 40 triệu đồng. Cây ớt sau 3 tháng trồng sẽ được thu hoạch, mỗi năm thu hoạch một đợt, năng suất đạt 6 tấn trên 1 hectare, chu kỳ khai thác trong vòng 3 năm. Ớt trung đoàn này rất phù hợp với khí hậu ở trên này, là Ngũ Chỉ Sơn này mình trồng ớt trung đoàn, mình có thể trồng được và không bệnh tật, không sâu. Dự định thời gian tới này sẽ trồng thêm mà để mà phát triển thêm. Ớt trung đoàn là giống ớt đặc sản của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, với đặc trưng độ cay rất cao, đặc biệt có mùi thơm đặc trưng mà không loại ớt nào có được. Hiện ớt trung đoàn được thị trường rất ưa chuộng, giá lên tới 200.000 đồng trên 1 kg. Từ mô hình điểm, xã Ngũ Chỉ Sơn đang quy hoạch mở rộng vùng trồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Food cam kết hỗ trợ kỹ thuật, giống và thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con. Qua theo dõi cũng như là ở quá trình phát triển sinh trưởng cây ớt trung đoàn đến giờ phút này là đã phát triển tốt. Và chủ trương của xã Ngũ Chỉ Sơn là tiếp tục mở rộng để đưa ớt trung đoàn thành một cái mô hình mới, cũng như là góp phần vào tạo công ăn việc làm cho người dân trên các cái đồi đất ruộng rồi là đất nương. Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp chất lượng cao, mạnh dạn đưa những giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện khí hậu, chất đất ở địa phương và sản xuất thành công như rau mầm đá, các loại cây dược liệu và ớt trung đoàn sẽ là đòn bẩy thúc đẩy Ngũ Chỉ Sơn phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Năm học 2024-2025 đã có 6 tỉnh thành miễn 100% học phí cho học sinh nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương. Khu vực phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh áp dụng chính sách miễn 100% học phí cho học sinh ở tất cả các cấp học từ 3 năm nay. Thành phố Hải Phòng cũng bước sang năm thứ 5 liên tiếp thực hiện chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non và năm thứ 4 liên tiếp miễn 100% học phí cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Khu vực miền Trung, tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100% học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên. Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương duy nhất ở miền Nam miễn 100% học phí cho học sinh phổ thông. Trước ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, nhiều địa phương cũng đang có chủ trương hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh. Cơn bão số 3 quét qua thủ đô Hà Nội đã khiến hơn 40.000 cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ quý hiếm bị đổ và cành gãy. Trong đó, riêng khu vực trung tâm thành phố có tới hơn 24.800 cây bị đổ. Ngay sau thiên tai, trên nhiều tuyến phố, việc thu gom trồng dựng lại cây xanh gãy đổ nhanh chóng được cơ quan chuyên môn và người dân tích cực triển khai và phải chạy đua với thời gian để tăng cơ hội sống cho cây. Đến nay, thành phố Hà Nội đã trồng lại được khoảng 80% cây xanh. Các cây đã được trồng lại đều đảm bảo an toàn khi thực hiện theo các bước tái thiết cây xanh của ngành nông nghiệp và khuyến nghị của các chuyên gia. Tin quốc tế liên quan đến kết quả tổng tuyển cử tại Áo, Tổng thống nước này hôm qua đã yêu cầu các đảng phái chính trị đàm phán để thành lập chính phủ mới sau khi Đảng Cực hữu Tự do đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử cùng ngày nhưng không hội đủ số phiếu cần thiết để tự thành lập chính phủ. Theo kết quả kiểm phiếu gần hoàn tất, Đảng Tự do đã nhận được 29,2% tổng số phiếu bầu, vượt qua Đảng Nhân dân cầm quyền theo đường lối bảo thủ, chỉ giành được vị trí thứ hai với 26,5% sự ủng hộ. Thời gian qua, Đảng Tự do đã mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng, chủ yếu được thúc đẩy từ sự không hài lòng của cử tri trong vấn đề di cư, lạm phát và các biện pháp hạn chế do đại dịch COVID-19. Truyền thông Ả Rập Xê Út đưa tin, Hội đồng Shura, cơ quan ra quyết định tối cao của phong trào Hezbollah ở Liban, đã bổ nhiệm ông Hassem Safieddin làm thủ lĩnh mới. Là người đứng đầu Ủy ban điều hành Hezbollah và cũng là thành viên Hội đồng Jihad, cơ quan chịu trách nhiệm các hoạt động quân sự của nhóm vũ trang này. Ông có quan điểm cứng rắn và ủng hộ mạnh mẽ với sự nghiệp của người Palestine. Tuy nhiên, hiện thông tin về việc bổ nhiệm đều chưa được Hezbollah và giới chức Liban xác nhận. Trong những ngày qua, khoảng 7 thành viên cấp cao của Hezbollah đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của quân đội Israel nhằm vào lực lượng này ở Liban, gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah.
Tính đến ngày hôm qua, ít nhất 91 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Helene quét qua một số bang phía đông nam nước Mỹ. Tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những khu vực hiện bị cô lập bởi nước lũ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Đến tối qua, theo giờ địa phương, vẫn còn hơn 2 triệu người dân bị mất điện, trong đó bang South Carolina là nơi hứng chịu nhiều thiệt hại nhất. Nhiều vùng cô lập đang chịu cảnh thiếu nước và thực phẩm, buộc nhà chức trách phải tiến hành cứu hộ bằng đường hàng không. Ước tính bão Helene có thể gây ra thiệt hại về kinh tế tại Mỹ từ 15 đến 26 tỷ đô la Mỹ, thậm chí lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.